cũng để cho là chương trình nghệ sĩ hàng nay sẽ cùng với nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ gửi đến quý vị với một lời trích đoạn trong vở tuồng Tìm Em Nơi Đâu. Thôi thôi Thi ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho giây phút chia ly thêm đằng sầu đưa tiền. Vì lạc nữa đây hai ta mỗi đứa một phương trời diệu duyên, thì mới lưu luyến mà chỉ yêu thương để làm gì, rồi tình cũng chia ly. Về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Lần này nữa thôi là ta dính biệt nhau rồi. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu tôi cứ thầm thương trộm nhớ, ngỡ rằng cuộc tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng có ngờ đâu định số trơ trêu, phải mắt hai ta chia xa trong đau đớn nghẹn ngào. Lần này nữa thôi rồi chia xa. Rồi lời nào người nói chi rồi xa nhau, đường tình hai đứa nay đành dây tay nhau, một mình bước êm đềm. Tình mình đã chưa vui mong mong đâu, lời nào người nói đi rồi kia môi, tình mình hai đứa không có. Giờ đây tình của đôi ta như nước chảy qua cầu. Dù mới hay yêu cho em và đừng hờn đừng giận, em cũng khổ sở và ta đã cả thân. Anh nói thì nói như vậy thôi chứ anh nào có giận em đâu, bởi tất cả là do ba em sắp đặt. Hai ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận đôi ta. Rồi để anh sẽ hiểu và thương em nhiều hơn đừng. Em phải về đi anh. Còn khóc chi em thôi buồn chi là nuốt lệ vào tim gian dở mối duyên.
đâu. Biết rằng tình yêu đôi ta thắm biển muôn đời, em sẽ như mãi vui đâu gặp gỡ chân như tình mình qua giấc ngủ đêm đâu. Dù mới gì chứ mà cơn mưa sắp ngập em vô vô tình yêu mà anh hằng mong đời. Em quay mặt quay mà lệ tràn dần khóe mắt, dù mới giờ đây mình đã mất nhau rồi. Giờ không thì em mối tình mình giờ như chiếc lá thu đời giữa dòng nước lũ. Chắc chiều kỷ niệm để vào thiên thu nhớ nhau gọi thầm, gọi thầm tên nhau chớ cách chi em. Rồi đây núi ta mỗi người một ngả như trái tim này em vẫn cười thì anh dẫu mai này mình có phải mỗi gia đình tình anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng đời đời em như mãi mối tình đầu tiên. Thôi em xin đừng khóc nữa ba chi biệt ly kẻ ở càng thêm đau buồn. Anh ơi dù có yêu dù có rồi hết hầu đưa bạn đi xin cảm ơn những câu hỏi thân thương quý vị rất nhiều. Yeah.